Hôm qua, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế, chuẩn bị bắc cầu Bình Cách thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Cầu Bình Cách nằm trên tỉnh lộ 89 nối liền xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tuy là cầu liên tỉnh nằm trong vùng trọng điểm sản xuất, thu mua, vận chuyển tiêu thụ thanh long, nhưng tải trọng cho phép hiện tại chỉ có 13 tấn, thậm chí xung quanh cầu bao bọc bởi khung sắt cảnh báo hạn chế chiều cao, hạn chế tải trọng của phương tiện, nên nhiều năm qua gây khó khăn cho vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai tỉnh. Đặc biệt tính đến thời điểm này, cầu Bình Cách đã 5 lần bị sập do xe vượt trọng tải lưu thông, tuy không gây thiệt hại gì người nhưng ảnh hưởng kinh tế rất lớn. Chính vì vậy, nhân dân địa phương kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các ngành hữu quan xem xét bắt mới cầu Bình Cách trong thời gian sớm nhất. Trong chuyến khảo sát thực tế này, sau khi trao đổi với thành viên đoàn công tác, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư nhanh chóng đưa cầu Bình Cách vào diện công trình xây dựng trong năm 2021 và chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lập dự án thiết kế xây cầu để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhất là vận chuyển thanh long bằng container, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa.